Xin chào cả nhà đã đến với video clip tiếp theo của Phan Diễm. Cả nhà ơi, trước cái cơn sốt mà cua bạch tạng hay còn gọi là cua pha lê mà mấy ngày hôm nay rất là nhiều, mình thấy rất là nhiều trên những cái kênh YouTube cũng như là những cái clip chia sẻ về ăn uống cua pha lê, thì mình thấy là ngoài việc mà mình mua ở cửa hàng ấy, thì hiện nay cũng có chỗ mình đặt hàng online và người ta giao tới một cái con. Khi mà mình đặt hàng thì người ta sẽ giao cái con tươi sống cho mình tận nhà luôn. Đó là bên chỗ Hiếu Hải Sản. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái con cua bạch tạng để mà quay và thưởng thức để cho mọi người xem là cái con cua pha lê này nó đặc biệt như thế nào. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng theo dõi nha. Nó trắng tinh luôn mọi người. Mình nghe nhiều người ví von gọi này là cua Ngọc Trinh. Cua Ngọc Trinh tại vì cua này nó rất là trắng. Đây. Cái con cua này nó có rất nhiều cái điều đặc biệt các bạn. Thứ nhất là cái thịt của nó khi các bạn luộc lên là nó không có bị đỏ mà nó vẫn trắng. Đó. Cua này cũng rất là hiếm, nhưng mọi người bây giờ mình bỏ vào đây nè. Đây bỏ mình sẽ hấp trong cái lu này nha. Tại vì cái nồi nó không có đủ to mọi người ơi. Bây giờ mình chặt dừa vô mình tưới nó nha. Đấy. Mình sẽ bổ mấy trái dừa này, lấy dừa để hấp nha mọi người. Ở dưới đây thì mình có đặt một cái cối à. Này, đổ vào con cua này. Cua tắm nước dừa mà. Ô, rớt ra khỏi rồi, tí nữa mình đặt lại. Không sao. Tí nữa mình cãi cùi mình bỏ đây được không? Mình làm 5 trái dừa nhé bạn. Đây, trái thứ hai các bạn ơi. 5 trái nha. Để lấy cái này ra đã. Đây. Cứ cái đổ đi, tí nữa mình để lại chỉnh lại sau. Cua pha lê tắm nước dừa nhé bạn. Đã trắng còn trắng hơn. Cua này là nhập khẩu từ bên Úc các bạn, chứ không, Việt Nam không có mà châu Mỹ không có đâu, chỉ ở bên Úc thôi. Đây. Cái lu này rất là to các bạn. Lu này có thể hấp được 3-4 con lận, nhưng mà hôm nay mình chỉ hấp một con thôi, đây này. Tại vì cua này phải hấp khá là lâu mọi người ơi. Cái này mình làm dân dã thôi các bạn. Mình đưa ra trước con hẻm phía nhà mình để mình làm luôn. Quay vào đây nó sáng và nó đẹp hơn các bạn ạ. Ở trong nhà thì làm nó không gian nó bó hẹp, nó coi nó không có thoải mái các bạn. Nên là mình đưa ngoài đây. Nước dừa rất là thơm luôn. Dừa tươi thơm lắm. Ghê cái gì chả đánh cái đi chứ. Cái đây ông đang để nước mà. Ủa, đây các bạn ơi, bây giờ mình đưa con cua này lên bếp than để mình hấp nha. Tại vì mình nấu bằng cái hũ sành này, này. Nên là mình phải nấu bằng bếp than đúng không ạ? Than trong đó đó. Trong này thì mình đã thay bằng 3 trái dừa rồi. Mình bỏ lúc nãy mình bỏ cái hũ cái cối giã tiêu giã xả các thứ các bạn, nhưng mà bây giờ mình thay bằng quả dừa rồi. Đó. Ok. Vậy là xong các bạn. Bây giờ mình chờ nó chín thôi. Chờ nó chín rồi. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình luộc được khoảng 30 phút các bạn ơi. Bây giờ mình mở kiểm tra coi là nó chín chưa nha. Nãy giờ mình nấu trong cái nồi này cũng rất là nóng các bạn ạ. Đây này. Mở đi bố. Mở cho các bạn coi nè. Đây. Hơi nước rồi. Chắc là khoảng 10 phút nữa mình ăn các bạn ơi. Rồi bây giờ cua chín rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ mình xem lấy cua như thế nào nha. Đây. Đây. Mọi người thấy nó vẫn màu trắng nè. Cua pha lê, đây còn dừa đây các bạn này, mình hấp với trái dừa, nguyên trái dừa ở trong luôn nha. Này là nước chấm rồi các bạn. Đó. Mình bỏ trong này 4 trái ớt cả nhà. 4 trái ớt. Mình thì thấy hải sản này là chấm với muối ớt xanh ấy. Thì hoặc là muối
cái phần mà nước chấm hải sản đỏ hoặc hải sản xanh thì nó sẽ ngon, nhưng mình thì ở nhà mình không có những cái loại nước chấm đó, cho nên là mình cây nhà lá vườn. Nghe người ta quảng cáo là ngon nhất trong các loại cua. Đúng rồi. Đó. Bên đó bán nhiều cho nên mình thấy mình được giới thiệu loại này là lạ nhất, cho nên là mình cũng đi mua thử. Các bạn có thể thấy cái điều đặc biệt này là con cua này khi mà mình luộc lên á thì vỏ nó vẫn trắng nha. Và thịt nó vẫn trắng, tức là nó không đổi màu như những loại tôm, loại cua khác là nó không có đổi sang cái màu đỏ. Đó. Nó vẫn còn trắng tinh như này. Nó trắng như pha lê các bạn. Nói chung là tôi cũng nói chung là cũng 30 mùa su hào vậy, mà đây là lần đầu tiên tôi được ăn cái con cua như thế này. Bây giờ mình mời anh em mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái con cua pha lê này xem là nó đặc biệt vậy nha. Cái con cua đây khả năng cua đắt mà kiểu con như ăn con này gần 4 triệu. Ăn con này gần 4 triệu khi ăn luôn cả vỏ, khỏi vứt vỏ luôn. Vỏ cũng tiền, mà vỏ cần tiền không cái loại này. Đây các bạn nhìn này. Đó. Này mọi người thấy cái thịt nữa này. Ngọt, thịt thơm quá ha. Ừ. Tại vì anh mới bóc cái càng là thấy cái mùi nó thơm rồi. Tại vì biết mọi người biết sao, mình hấp nước dừa thì nó cũng thơm mà nó ngọt nước hơn nữa. Đó này, nhìn cái chân hết mà nhìn này, thịt này. Này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Chân mà thịt nữa thấy không? Wow, mọi người thấy cái thịt nó nhắn tinh luôn này. Đó. Cái sớ cũng ngon đó, nhìn cái sớ nào ra sớ đó này, thấy không? Đâu đâu đâu. À, muối tiêu. Sao vậy? Khỏi bình luận, ăn đi. Không cần phải bảo bình luận. Bảo đảm luôn ấy. Đây nha các bạn, mời các bạn nha. Sao? Con này thì wow, mình ăn tới càng thứ hai rồi mọi người. Nãy giờ là chưa ăn càng đó các bạn, cái càng đó này rất là to các bạn. Nước nó ngọt ghê luôn á. À. Không mà sao cua mà ngon nhỉ? Cua này thì nó cũng cái lượng mà người ta xuất khẩu ra ngoài nó cũng khá là ít mọi người ạ. Hạn chế luôn. Hạn chế. Họ ở nước ngoài mình có xem những cái thông tin thì họ khi mình xuất khẩu ra thì người ta có số lượng chứ phải bán tràn lan đâu mọi người. Một tháng thì người ta chỉ cho xuất khẩu ra bao nhiêu đó thôi, trên toàn thế giới luôn. Và cái con trên này toàn thế giới một tháng là hơn 10 tấn ạ. Thì Việt tấn. Nam được 1 tấn 2. Đúng rồi. Thời gian gần đây thì mọi người hay ăn tôm hùm Alaska rồi ăn king crab. Chứ con cua pha lê này thì ít. Đây, mọi người. Nhưng mà thịt nó thiệt không chê vào đâu được luôn á. Ngon thật. Khi mình luộc với lại luộc với dừa nên là cái hương thơm nó cũng góp phần tăng lên. Ngoài ra mọi người cái này thì chúng ta có thể làm những cái món như là sốt bơ tỏi này, rồi mình luộc với lại sả ớt, hấp với sả ớt cũng ngon. Cái con này làm được nhiều món mà đúng không? Nhiều món. Nói chung là nhiều món lắm. Rồi. Căn bản là nước cái nước ở đây lắm. Nước gạch mọi người ơi. Căn bản là mình không biết chế biến những cái món đó cho nên là hấp là thượng sách. Wow. Em mọi người đừng có làm nó rơi em ạ. Đây. Ngon quá. Này, các bạn thấy không? Thịt này. Ui trời. Cái này cứ như sữa ấy. Anh muốn bẻ nó ra lấy nguyên cái tảng của nó luôn. Wow, tại vì cái cua này không thể nuôi được và chỉ có nhập khẩu từ Úc thôi. Hết luôn em, hết luôn đúng rồi. Ngọt cực kỳ luôn. Xứng đáng đồng tiền luôn á. Đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đúng rồi. Nhưng mà phải lôi hết cái thịt hết lên em ạ. Đó. Cái thịt rất là trong á. Đó giờ mình sẽ tiến hành mình bẻ nó ra xem nó như thế nào. Bên trong nó thế nào. Ôi nước có vẻ ngon đấy. Gạch nhiều không có gạch đâu. Mình hút cái nước luôn các bạn. Wow, mọi người ơi, thịt rất là nhiều luôn á. Nhìn cái thịt. Mọi người thấy không? Cái con king crab mình ăn cái phần thân ở trong đó thịt đâu có nhiều đâu. Nhưng mà cái con này thịt rất là nhiều này. Hút chỗ này luôn.
để nước nó chảy chín. Đây này, cái đây mới là cái phần đây này các bạn này. Ô gạch nó béo lắm. Béo. Mọi người thấy cái phần thịt nó bên trong không? Anh ăn hết cái gạch đó đi. Ông anh mình đã nhường cho mình cái phần tinh túy của con cua này. Đây. Đây này, 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 này. Hút luôn, hút luôn, hút luôn. Nhưng nước. Mà để xíu này vô đã. Thêm tí nó chấm vô nó mới. Đúng rồi. Không đau đâu. Không thể cưỡng lại được. Cái đó là luôn á. Không cưỡng lại được đâu. Nếu như mà ai mà đã ăn cái cua này một lần nhá, ăn cái cua khác là kiểu như không còn cái vị gì luôn á. Nội mấy cái chân hắn thôi là cũng đã nói là thịt là quá trời thịt luôn. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Từng cái sớ thịt nó ngon lắm. Cái thớ thịt của nó mọi người, cái thớ của nó không có dài như là cái thớ của con kinh ráp, nhưng mà thịt của nó thì lại mịn mịn và ngọt hơn. Ok nhé bạn, mình sẽ kết thúc cái video ăn thử con cua pha lê tại đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đấy các bạn, vẫn còn rất nhiều này. Đây, đó.